thưa quý vị công an quận hà đông thành phố hà nội vừa triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay quy mô lớn theo đó lợi dụng tâm lý mong muốn kiếm được việc làm để có thêm tiền chi tiêu dịp tết và nhu cầu đi lại theo đường hàng không của người dân tăng cao tội phạm lừa đảo qua mạng đang có dấu hiệu gia tăng hoạt động với những chiêu thức lừa đảo tinh vi theo lời kể của một nạn nhân qua mạng xã hội chỉ được một người tự xưng là nhân viên của một công ty du lịch có tiếng mời làm cộng tác viên bán vé máy bay. Công việc được mô tả là cộng tác viên tìm khách hàng cần mua vé máy bay, ứng trước 80% tiền vé cho công ty du lịch. Sau đó, công ty du lịch chuyển cốt vé cho khách hàng. Cộng tác viên gọi điện cho khách xác nhận và yêu cầu khách chuyển lại cho mình 100% tiền vé. Như vậy, cộng tác viên sẽ nhận được 20% hoa hồng. Sau lần đầu bán vé, và nhận được 20% tiền hoa hồng là 200.000 đồng, đúng như thỏa thuận. Chỉ không ngờ rằng mình đã sập bẫy lừa. Sau đó, khi chuyển hơn 23 triệu đồng đặt vé cho khách từ Hà Nội đi Frankfurt, Đức, chị không thể liên hệ với khách hay bên tuyển dụng. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt được 14 đối tượng lừa đảo tại hai căn hộ chung cư thuê trọ trên địa bàn quận Hà Đông và quận Thanh Xuân. Đối tượng chủ mưu khai nhận đã đứng ra tuyển dụng và trực tiếp hướng dẫn những thành viên trong ổ nhóm thực hiện các màn kịch lừa đảo Kết quả điều tra bước đầu, ổ nhóm đã mua hàng ngàn tài khoản mạng xã hội ảo đăng bài tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay. Để tạo lòng tin, các đối tượng trong vai trò chim mồi nhắn tin qua mạng, vừa giả làm cộng tác viên đã nhận được tiền hoa hồng bán vé, vừa giả làm những người đang có nhu cầu mua vé. Theo trung tá Ngô Ngọc Nam, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông, thủ đoạn của ổ nhóm này thực chất là biến tướng của chiêu trò lừa tuyển cộng tác viên bán hàng online chốt đơn hàng ảo mà cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người mắc lừa do các đối tượng đã đánh trúng tâm lý, hám lợi của người dân. Chỉ trong nửa năm, ổ nhóm này đã chiếm đoạt được của hàng ngàn bị hại số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó có ngày lên tới 10 người bị hại bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng. Thưa quý vị, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần đề cao cảnh giác trước các thông tin mời gọi, tuyển dụng làm cộng tác viên bán vé máy bay trên mạng xã hội. Cần tìm hiểu rõ các đơn vị đăng tin tuyển dụng, không nên hám lợi trước các khoản hòa hồng, chiết khấu cao. Vì đây rất dễ là những cái bẫy của các đối tượng lê đảo. Ai là bị hại, hãy đến cơ quan công an trình báo.